Rồi xong sang bên này. Rồi. Con bên này này, con này là bản Black Edition nè. Black Edition. Màu đen á. 125. Đó, 125. Con này cũng đổi moto nè anh em. Đổi MT15. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay trong clip em mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe khách đổi. Thì từ mô tô ra bán như thế này thì đổi ra được những con xe như thế này nè. Thì anh em nào mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo. Giá thì cũng mềm thôi. Ví dụ Nviz hoặc là Winner rồi nó chỉ có mười mấy triệu là có xe rồi hả? Nên chị và bạn chịu khó theo dõi. Đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có anh Trọng sẽ hỗ trợ giới thiệu. Xin chào anh chị và các bạn nhé. Đổi được đầu tiên là chiếc Nviz đi. Cái anh này là chú này chú đổi đổi xe gì quên rồi, đổi CB à? Đổi CB. CB 150. Con này thì xe là xe đăng ký 2017, đi 26.000 cây rồi. Đó, xe zin sạch đẹp lắm. Máy móc êm cũng đẹp lắm. Màu lính là màu khá ok. 155 VVA khóa smart cây. ABS kênh trước. Đó, con này để cho anh chị có 21.800 thôi. 21.800. Hỗ trợ ship xe toàn quốc cho anh em á. Có. Cứ trả trước xong mà 1 triệu à. 1 2 triệu làm ship. 1 2 triệu là ship luôn. Đúng rồi. Có trả góp luôn cho anh em ha. Okay. Rồi. Con này có AB mới, con khách đổi này cũng đẹp. Đầu tiên là con AB 2018 khóa chìa ấy. Con này biển 63 của Tiền Giang. Con này đang giảm xuống còn 24 triệu thôi. Đi 47.000 cây rồi. 24 triệu. Rồi xong sang bên này. Rồi. Con bên này này, con này là bản Black Edition này. Edition. Màu đen á. 125. Đó, 125. Con này cũng đổi moto nè anh em. Đổi MT15. Con này là biển 83 Sóc Trăng 2020. Đấy, con này đang giảm xuống còn 30 thôi. 30 triệu là có con xe nào ha. Anh chị nếu mà muốn đến xem hoặc là muốn chốt, nếu mà thích đổi bozin mâm zin. Mâm zin. Em đổi cho. Con này mâm này đi cũng đẹp mà. Mâm này đẹp. Mà thích mâm zin em đổi mâm zin phải lo đâu. Rồi. Sang đây có AB150. AB150. Con này đăng ký năm 2022, đi hơn 4.000 cây. Biển số 65 của Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. 4.300 km. Con này để cho anh chị là 42 triệu thôi. 42 triệu. Thành phố Cần Thơ. Con này là biển Cần Thơ, thành phố Cần Thơ nên anh em sang tên về đâu cũng 1% thuế đâu. Lợi thế này, còn đặc biệt là anh em Cần Thơ mua con này vẫn quá lợi đi. Rồi. Con này là xe cũng 150 ABS. Con này chắc đi tầm hơn 7.000 cây rồi, nhưng mà chủ xe còn đưa về 7.000 cây. Con này biển 71 của Bến Tre. Con này đang giảm xuống 36 triệu thôi. 36 triệu. Rất okay. Là rẻ. Mấy con xì rì rì luôn. Quay hàng đó luôn. Hàng ẹt luôn hả? Ẹt chắc đi từ bên này luôn. Con đầu tiên là con 2017. Biển số 60 của Đồng Nai. 27-60 Đồng Nai. Con này đi cũng khá là nhiều, đi tới 80.000 cây rồi. 60 Đồng Nai, xe 2017. Con này đang giảm xuống là 17.800.000 thôi. Màu xanh bạc. Đấy. Sang đây là có biển Ad giảm này 17.600 đúng không? 17.6. Rất là rẻ. Sang đây có mẫu LED 3 khoang, màu Monster. Xe 2020, biển số 38 Hà Tĩnh. Con này đang giảm xuống còn 24.700 thôi. 24.700. Xe máy móc phải zin êm. Sang đây có mẫu Ad 135 này. Con đầu tiên là xe đăng ký 2012, biển số 60 của Đồng Nai. Con này đi 23.000 cây à, xe đi cực kỳ ít nhé. Giá bán 15.500. Sang đây có con Ad 135 nữa, biển 64. Đó, con này thì... Con này 2013, để cho anh chị là 14.500.000. 14.5. 14.500. Rồi, sang con Winner V1 này anh em. V1 khá là nhiều. Con này là biển 37 của Nghệ An, xe đăng ký 2019, màu đỏ trắng rất là đẹp. Đó, xe này để cho anh chị là 18.800.000. 18.800. Đắt nhất nhà. Ok. Rồi. Sang xuống đây thì có con biển số 79 của Khánh Hòa, Nha Trang. Con này để cho anh chị là 18.800 luôn, xe 29, màu zin nó màu vàng đen, con này đang đi tem chùm.
Tem chung. Màu đen. Sang đây có màu đen nhám 2018. Heo đỏ. Con này đi đầu của GTR full đầu 36.000 cây, biển 77 của Bình Định. Con này để cho anh chị là 18 à giảm xuống 17.500. 17.500. Sâu xa bên này màu đỏ đen. Đỏ đen, mâm bạc. Biển 83 Sóc Trăng, nó 2017. Em đang giảm xuống 16.800 thôi. 16.800. Sao nhìn này có 10 triệu không rồi dạ? Năm nay rẻ quá rồi. Rồi. Sang đây màu tiếp này. Biển 37 Nghệ An 2017 đang giảm xuống 17.600 luôn. 17.600 luôn. Xe xanh trắng rất là đẹp nhá. Xe 50. 50, con này biển 68 Kiên Giang 2019. Để cho anh chị là 19 triệu à 9 triệu. 9 triệu. 9 triệu đồng để về okay. Đi làm. Rồi. Học. Bên này thì có V2. Con VDX này bản HRC này. Bản HRC, đầu tiên là con bản HRC ABS. Còn đăng ký năm 2020, biển 63 Tiền Giang đang giảm xuống là còn 21.500.000 thôi. 21.500. ABS. Ok. Sang đây có màu xanh bạc. Xe 2020 luôn. Biển 83 Sóc Trăng, con này 22.800. Con đi có 5.000 cây, đi ít. Đẹp. 22.800. 228. Sang đây có V3 bản thường. Con này V VDX bình thường. VDX bản thường 2020. Biển 66 Đồng Tháp có đi cái mâm ba đào màu đỏ. Con này để cho anh chị 19.600 thôi. 19.600 bằng V1, gần okay. Bằng V1. Rồi. Đúng là quá rẻ luôn. Đấy, con N155 mới đổi thôi này. Con này cũng đẹp này. 67 của An Giang 2022. Con này khóa chìa nhé. Để cho anh chị là 29.800. Bao nhiêu? 29.800. 29.800. Sơn 3D khóa chìa. Rồi. Con này có con xe chìa giá rẻ này. Xe chìa. Con này là xe 2021. Biển 94 của Bạc Liêu. Đó, con này đi 10.000 cây để cho anh chị 26.800. 268 rất là rẻ. Đấy, xong sang bên này có Rider Sunker, con này biển số Sài Gòn. Con này bán bao tranh chấp cho anh em để cho anh chị là 16.500 bao tranh chấp. 16.500. Đó, sang này có Rider FI biển số 60 của Đồng Nai. Đó, xe 2019. Để cho anh chị 22.800. 22.800. Cuối cùng là con Rider Sunker biển Đồng Tháp 2014 để cho anh chị 16.500.000 thôi. 16.500 à? Rất là rẻ. Đó, tính ra là ẹt có 17 triệu à. Finder thì 16 triệu à, ẹt 135 thì cũng chỉ có 14 triệu là có xe rồi. Đúng rồi, rất là rẻ. Thì anh chị và bạn nào mình thấy cái dòng nào phù hợp mình mua. Ở đây thì nó không đổi thường thôi. Bữa trước thì nó có một loạt xe số nhưng mà bán hết rồi. Thì cứ các bạn chịu khó mình theo dõi ha. Bạn nào mà cần mua. Tại vì showroom này chủ yếu là ô tô, mô tô anh em. Mô tô bán những lượng mô tô nhiều như thế này thì sẽ đổi ra thôi. Đổi ra được những cái dòng xe như thế này cho anh chị và bạn ha. Vẫn hỗ trợ ship nè, vẫn hỗ trợ ra tiền nè, rút hồ sơ. Tất cả là xe chính chủ nên anh chị và bạn cứ yên tâm. Tại vì mình thấy mọi người hay thắc mắc là không biết là có rút được hồ sơ không. Ở đây chắc chắn là sẽ rút được hồ sơ hết. Xe đều nghiêm chỉnh hết rồi. Rồi, cảm ơn chị và bạn đã xem clip. Mua xe thì liên hệ hai số điện thoại mình để bên trên đó. Cảm ơn chị và bạn. Chào xin chào các bạn.